Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Mình là Tú nha. Đây bạn Tú. Hôm nay anh em sẽ đi test diều. Đây là con diều mẹ bồng con bằng phun tre, thả thì thả bằng dây chỉ. Đấy, trời thì đang rất là nắng. Đây hai anh em cầm ra test cho anh em xem. Rồi, các bạn thấy video hay nhớ để lại cho mình một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ kênh nhá. Bây giờ anh em mình sẽ đi test con này. Quay cho anh em xem này, dây chỉ dài tầm 1m2, mẹ bồng con. Rồi giờ mình sẽ test con diều mẹ bồng con này nhé, cả thả dây chỉ. Lên dễ mà nhờ, từ giật cái lên rồi. Dây thả nhiều quá đứt luôn. Gió mạnh rồi. Chỉ dễ đứt. Lại tiếp này. Lại buộc lại. Buộc lại. Trời đang khá là nắng. Đứt phần nữa thì chỗ dây cước để nhau. Lại nối lại anh ạ. Đang lên. Gió lạnh. Đó. Lại nha anh em. Trời nắng quá. Rồi ta mình buộc đây cho nó đỗ anh ạ. Đây, anh em thấy à, đang lên là một ầm này. Đây chị. Đây diều bay lên là một ầm luôn. Diều này của bạn Tú làm nhá. Thì Tú có thể chia sẻ là làm cái diều này mất trong khoảng bao lâu? À, làm
Mất vào buổi trưa, buổi trưa làm bằng cái gì? Tre, quát tre ta. Đấy. Rất chi là khéo tay. Gió to quá rụng phải bấm lại. Ao, tung lên kéo nhau. Ao, ao, hai ba. Rồi, đâm với anh xem nào. Đấy, gió bé à đấy. À, 2, 3. Rồi. Rồi, lên phấp phới luôn. Ra đây cho mát. Đó, đây, đôi mũ này. Đôi mũ này cho mát. Hơi rộng tí. Rồi lên. Rồi lên vào luôn. Rồi, đấy. Rồi thả dây ngắn quá. Rồi. Lên đây anh em ạ. Thế là thả dây nó hơi ngắn. Thả đây hơi nắng quá. Thả dây ngắn. Thế là nó bị rơi. Đây anh em thấy. Thế mà ẩm. Đây là của nghệ nhân Tú Nguyên, anh em nào gần thì có thể lên đây giao lưu với anh em. Tú có nhiều diều không? Đây giao lưu với anh em tí nhỉ. Tú nhà nào mấy con diều? Hơn 10 con. Hơn 10 con. Diều sáo, các loại diều. Đấy, bạn nào muốn mua diều đây liên hệ bạn Tú này. Làm nhiều diều. Đấy, quay anh xem này. Siêu phẩm diều. Dây chỉ luôn lên ầm ầm. Thấy ác ý chứ nhỉ. À. Đấy, đỗ này đây mình mới thả có đoạn dây đấy, không dám thả dài sợ dây chỉ này nó đứt mất, gió nó to. Đấy, lên luôn. Đấy, cứ buộc là đỗ rồi. Thả cần đứng im ra giặt phát là lên rồi. Muốn dây lại nhá. Lên nó rất đỉnh luôn. Đây mình đang cọ giữa dây. Đó, lên cao. Cho phát luôn. Là mình đã cuốn rồi anh em ạ. Lên hát lắm. Chú ấy... ít tuổi thì làm rèo địch lắm anh em ạ. Ôi, cho bạn cánh rồi. Thu dây anh em ạ. Đây là con diều đây. Anh em đã test xong rồi. Đây hai anh em đã test diều xong anh em ạ. Video mình xin được tạm dừng ở đây. Các bạn thấy video hay thì nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và một lượt chia sẻ kênh. Chào tất cả các bạn. Bye bye.